Chào mừng các bạn đến một clip khác ha. Hôm nay là nhân tiện mình đang gọi là gom đồ chuẩn bị thiết bị cho chuyến đi sắp tới. Thì mình cũng có hỏi là anh em trong team mình sẽ mang những dàn máy thiết bị gì và lên gì. Để các bạn biết sao không? Với một người sở hữu chỉ một body mà tới 4 con lens như Nghĩa, Nghĩa bảo là Nghĩa muốn mang hết. Cái này là mình nghĩ đến giống như là không phải mình nghĩ là chắc kiểu như là ai trong chúng ta cũng đã gặp trường hợp này rồi á. Khi mà sở hữu quá nhiều thiết bị á, cứ nghĩ là hay là mình cứ mang hết đi nhỉ, lỡ biết đâu mình sẽ cần. Nhưng mà các bạn không hiểu được cái việc mà khi mang quá nhiều thiết bị như vậy, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm các bạn trong những cái chuyến đi như vậy, trong những chuyến đi du lịch á. Cho nên á, là clip này dành ra để hướng dẫn các bạn chọn thiết bị cho phù hợp thôi. Đôi khi có những thiết bị bạn muốn mang theo nhưng mà không phải là thiết bị bạn cần đâu. Thường á, các bạn phải hiểu khi mà mình đi chơi đi du lịch như vậy á, các bạn phải nhắm đến những cái setup gọi là nó gọn nhẹ nhất có thể và nó thuận tiện cho chúng ta, khi cần thì lôi ra chụp thôi. Bạn không muốn là lúc nào cũng phải kè kè bên mình một đống thiết bị đắt tiền và nặng nề nữa. Bạn không muốn lúc nào cũng phải vác một đống mấy chục ký đó, nó vừa nặng nề nè, rồi mình còn phải đi canh chừng nó nữa, không nó kiểu như là cứ phải ngó xem chừng coi có bị thiết bị mình có bị ai đã lụm mất hay không á. Cho nên là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm của bạn. Mà với mình ha, khi mà mình đi du lịch á, mình nhắm đến những cái combo gọn nhất có thể, thì thường thường mình ưu tiên xài combo body và một lens zoom. Và lens zoom là những cái lens zoom nhỏ gọn nhất nha. Thì ở đây chúng ta sẽ có kit 15-45 thay vì đi du lịch mang theo kit 16-80. Chắc chắn nha là chất lượng từ con này sẽ ra con này hơn con này rất là nhiều, và hơn trong nhiều trường hợp, cũng như là trải zoom nó lớn hơn mà nó dài hơn mà. Nhưng mà mình đâu phải lúc nào cũng cần tới con 16-80 này, và đôi khi mình cần là cần góc rộng nhiều hơn nữa mà. Tele thì mình có lens khác rồi. Giờ chuẩn bị đồ ha, mang 15-45, tháo body ra trước. Thông thường á là với những cái combo setup nhỏ gọn như vậy á, là mình sẽ gắn luôn trên body rồi xách đi thôi, không cần phải gỡ lens ra hay làm gì hết. Nhưng mà bạn biết sao không? Tại vì chuyến đi đợt này á là Nghĩa sẽ lên trước, mình sẽ lên sau, cho nên là mình gỡ ra lens này để sắp đưa cho Nghĩa. Và lựa chọn của mình á, body, một lens kit đúng không, và thêm một con lens có thể khẩu lớn xóa phông được. Và lens mình đang chọn ở đây chính là lens 33-1.4 của Viewshot. Và nhưng mà trong chuyến đi này á, mình sẽ để con này ở nhà, thay vào đó mình sử dụng con 35F1.4 của Fujifilm luôn để tiện làm clip review về nó. Bạn chỉ cần một body và hai lens là quá đủ cho với hầu hết nhu cầu du lịch của bạn rồi. Còn lại là bạn mang thêm nhiều cái lens khác nhau nữa nó sẽ phí lắm các bạn. Bạn chắc chắn sẽ không có thời gian để xài hết tất cả đâu. Và chưa kể cái việc mà bạn tháo ra lắp vào rồi lựa chọn suy nghĩ lens gì trong trường hợp gì á, nó sẽ tốn thêm thời gian khá của bạn nữa. Cho nên là cứ giữ cho cái setup của bạn nó gọn nhất có thể. Nè, mình nói lại ha, chúng ta sẽ cần một lens zoom nhỏ gọn và một con lens khẩu lớn là đủ rồi. Bạn nhìn ha, cái body có nhiêu đây à, hai con lens này là đủ xài luôn rồi. Nhu cầu đơn giản mà. Nhưng mà đảm bảo á, là mình quay hay mình chụp gì, hai cái lens đó đều sẽ cân tốt được. Nó cho mình một cái lựa chọn an toàn mà mình có thể zoom chân nếu cần ha. Hôm trước thì mình du lịch bằng 16-80 thì mình sẽ để tất cả những lens khác ở nhà. Khi mình có một con lens đa dụng như này rồi thì mình cũng sẽ không cần những cái lens mà xóa phông như thế này đâu. Mình sẽ dùng ở vào trường hợp khác và quay vào những nội dung khác. Còn trường hợp này mình muốn có thêm một cái khẩu lớn một xíu để quay đêm nhiều hơn á, nên mình mới mang theo một con lens khẩu 1.4, cụ thể là con lens 35 1.4. Mình nghĩ là mình đã kể cái chuyện này rồi á, cái chuyện mà hồi lúc mà xưa mình có chuyến đi Ninh Bình á, mình rất là tham thiết bị các bạn. Mình vác nguyên một cái ba lô bao gồm cả tripod, gimbal, body và một đống lens đồ đạc cái kiểu trên ba lô, và mình leo bộ từ dưới hang múa leo tới đỉnh hang múa, leo lên tới nơi với 7 kg hành lý đó và mình thở dốc luôn, không còn tâm trạng để lôi đồ ra để quay chụp gì nữa cả. Nếu lúc đó mà mình chỉ mang đơn giản một combo như là một body, một lens là mình nghĩ là đủ đủ vui rồi.
và sẽ có sức để mà tha hồ mà quay chụp nhiều hơn ha, chứ lên trển á bật lên clip lên quay vlog cái kiểu điên nữa thì cũng toàn tiếng thở của mình không à. Nên để ý nha, lựa chọn thiết bị cho phù hợp, bạn không phải lúc nào cũng cần hết tất cả đâu, tin mình đi. Nếu như những chuyến đi khác chắc bạn cũng sẽ đấy ha, bạn mang quá trời đồ luôn nhưng mà số lượng bạn xài chỉ có bằng 1/10 số lượng bạn mang mà. Mình thì cứ ưu tiên giữ cho setup nhỏ gọn nhất có thể. Và một số trường hợp á, ví dụ như bạn thấy bạn cần cần mà kiểu gọn nhẹ nhất mà kiểu như là những cái này không đáp ứng được á, thì thôi lấy điện thoại ra chụp quay những cái nội dung đó luôn. Mình thấy nhiều khi mình lấy cái điện thoại để cover cho rất nhiều trường hợp của mình. Dù sao đi nữa thì bạn đi du lịch đi chơi mà, tập trung vào trải nghiệm đi đã. Chứ lưu lại hình ảnh chúng ta có nhiều cách mà, không nhất thiết cứ phải xài đồ ngon nhất xịn nhất. Tại vì bạn cũng không phải là cái dịch vụ đúng không, đừng có đặt nặng cái chuyện chất lượng quá cao ha. Combo setup nhỏ gọn vậy thôi đó. Nhưng mà đừng xem thường với những cái này, setup này mình mang được, mang theo ha. Với lens kit 15-45 và một con lens khẩu 35 khẩu 1.4 á, thì mình sẽ sớm cho bạn coi những cái sản phẩm mình quay được, nội dung có được trong cái chuyến đi chơi hôm đó. Giống như hôm bữa là mình chỉ mang có con mỗi con này nè và 16-80 và body thôi đúng không? Thì mình làm được hơn 10 clip ở Đà Lạt, từ clip vlog mover đến clip cả chuyên sâu, là cả hình ảnh, rồi rất là nhiều cái nội dung rất là đẹp và vui khác. Mình làm chắc phải hơn 20 cái clip quay ở Đà Lạt chỉ với combo này thôi. Mình cũng đang cân nhắc lắm, không biết có nên mang con lens này nữa hay không. Nhưng mà tại vì á, có sự xuất hiện của con 15-45 rồi, nó gần như thay thế cho con này luôn rồi, nên mình sẽ có thêm option để mang con khẩu lens 35 đó, coi như là đổi mới, đổi gió chút xíu. Thì hoặc là nguyên một đống này, hoặc là chỉ cần mỗi hai con lens này thôi. Lựa chọn linh hoạt cho kiểu phù hợp ha, đừng có bị ràng buộc bản thân bởi mình sở hữu cái gì mình phải mang hết tất cả, nó sẽ ảnh hưởng cực nhiều tới trải nghiệm. Bạn không muốn đi chơi mà cứ phải xách đồ đâu, mình đã từng ở trong cảm giác đó rồi, cực khổ lắm các bạn. Và yên tâm, đối với những cái nội dung mà mang đi du lịch như vậy á, thì thiết bị xịn á, nó không có đóng vai trò quan trọng ở đây. Cái vai trò quan trọng của việc mà ghi lại những cái kỷ niệm vui vẻ đó, nó nằm ở những tác nhân con người trong cái nội dung bạn ghi chụp, nó nằm ở tác nhân của những hình ảnh trong đó. Nếu bạn xem những cái clip mà mình quay á, thấy những cái cảnh mà hoàng hôn của Đà Lạt nè, những cảnh mà những lúc mà bạn bè mình vô chi á, những anh em trong team mình vô chi nói chuyện rất là vui á, mình ghi lại những khoảnh khắc đó, nó tạo ra sự ấn tượng và nó gọi là sao ta, nó mang đến cảm giác gọi là nó khắc sâu vào ký ức nhiều hơn là những nội dung mà mình phải đẹp như là trên phim đó. Nói chung là nhờ mình make up nhỏ gọn như vậy á, thì mình còn có thời gian để mà tập trung vào những cái đó, kỷ niệm nó quan trọng hơn mà, đúng không? Và con người trong đó nó cũng vui hơn mà, quan trọng hơn mà. Cứ bị ràng buộc với thiết bị rồi suốt ngày phải đi dòm ngó rồi canh thiết bị kiểu á, cực khổ lắm. Mang gọn nhẹ thôi nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip này.